nghi thức chỉ chú đại bi thì tùy theo, có thể chỉ theo cái cách gì Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của đạo tràng chúng ta, của thầy và các sư đang tụng ở đây và các Phật tử trong đạo tràng chúng ta đang tụng đây cũng được. Cái cách mà tụng theo Tịnh Tông Học Hội ấy, thì các vị cứ xem buổi sáng các sư tụng ấy, các vị tụng theo cái cách đó thì cũng rất hay, mà tiếng ấy, âm vang trầm bổng ấy, rất là trầm hùng. Tụng được theo cái làn điệu đó thì chúng ta nghe nó có hồn hơn, nghe có hơn. Hoặc là tụng theo lối tụng phổ thông của các sư miền Bắc chúng ta cũng được, không sao. Hoặc tụng theo cách miền Nam mà cũng được, tùy theo chúng ta thích cái cách gì thì tụng cái đó. Nghi thức thì có hết cả mà, có nghi thức ở sẵn ở trong kinh chú rồi, chúng ta cứ theo nghi thức mà tụng, nếu như có ban thờ Phật mà tụng, mà không thì chúng ta chỉ cần tụng ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ chân ngôn, vân vân đó, thì chúng ta tụng trong ở cái quyển chú đại bi nhỏ nhỏ ở trên chùa có đó. Hôm nào Phật tử có thể lên đó, lên chùa mà thỉnh thì có cái quyển đại bi thập chú nhỏ nhỏ ở chùa thì soạn ra sẵn rồi đấy, chúng ta có thể đi làm cũng tụng được, đến cơ quan cũng tụng được, nghỉ buổi trưa hay buổi chiều gì đó chúng ta rảnh lúc nào chúng ta lấy ra chúng ta đọc vài lần, tụng vài lần cũng được. Hỏi rằng Phật tử hỏi rằng bây giờ vẫn còn ăn mặn thì tụng chú đại bi có được không? Được, không sao, cũng được. Nhưng mà dần dần chúng ta giảm dần đến những ngày tháng thì 2 ngày ăn chay hoặc 6 ngày ăn chay đó, chúng ta phát tâm ăn chay mấy ngày đó thì cũng được. Còn nói rằng thuyết phục mà mẹ không đồng ý, cái này thầy nghĩ rằng cũng không nặng nề. Nếu chúng ta đủ sức khỏe thì cũng không phải nặng nề cái chuyện đó. Bố mẹ chúng ta cũng không bắt chúng ta phải ăn thịt được. Ví dụ chúng ta ngày xưa còn trẻ, còn 2, 3, 4, 5, 7 tuổi thì bắt được. Nhưng bây giờ tầm mười mấy tuổi trở lên rồi, 18, đôi mươi tuổi trở lên, 15 tuổi trở lên rồi thì cũng không bắt được nữa. Chúng ta không ăn thì cũng chả, bố mẹ chúng ta cũng chả thể đè mình ra rồi nhét vào mồm mình được. Nếu chúng ta ăn mà chúng ta cảm thấy sức khỏe mình vẫn khỏe thì được, không sao. Các cụ có nói vài lần thì nói chán thì thôi, miễn là chúng ta vẫn đủ sức khỏe thì ăn được, thì cũng được, không sao. Chứ còn lấy cái cớ mà mẹ không cho ăn mà chúng ta sợ, chúng ta không dám ăn thì cũng không nên thụ động quá như vậy, không nên. Chúng ta cảm thấy sức khỏe chúng ta thì ăn chay mà vẫn khỏe được thì chúng ta cứ tập dần, có tháng 2 ngày, mùng 1 ngày giảm trước, sau đó thêm thì lên 6 ngày chay, rồi lên 10 ngày chay như trong kinh Phật dạy, thế là cũng quý rồi. Thế còn thì mà trường chay được là cái tốt nhất, mà không thì thập chay hoặc lục chay hoặc nhị chay cũng được các quý vị.